Ok, anh Phong. Đó các bạn. Đó, chỉ với anh Phong bây giờ sẽ đánh cái thế kèo này cho các bạn xem. Y tế cái tiếng chim mới và cái loa điều khiển từ xa ha, mới chế ra thay cái loa lại cho nó nét cái tiếng. Bây giờ sẽ thử. Đó, anh Phong bây giờ sẽ đưa cái lên cái cột này. Bây giờ chí sẽ đi ra hướng này. Trời ơi, giờ nó mưa. Chuẩn bị mưa rồi. Đó, chú quay lại. Quá hóc. Chúng em mới đập này. Hiện tại bây giờ trời đang mưa. Hiện đang là cái chân của em nó ướt. Nhưng mà không biết là sẽ thế nào, nhưng mà chỉ vậy vài này dính rất là cao. Nhìn dây này, đó, nó xuống đó. Chị chim lại. Đó, dính nè. Một chú nè, hai chú nè. Bốn chú, năm chú. Wow, đổ xuống. Mưa luôn. Wow, quá đã. Quá đã. Em chim không rớt thì còn khác, cứ thế mà chúng thôi. Chim sẽ bị thì chúng. Dính đòn. Hết chỗ đậu rồi, còn hai cái miếng nữa. Dính luôn. Đó. Dính. Rớt luôn. Các bạn muốn mua kèo vít như thế này thì liên hệ ngay cho chị nha.
gửi cho các bạn một cục chơi bao sướng luôn. Chơi xịn thì những con chim nó không bị rơi, không rớt xuống thì những con khác nó sẽ không bay cao luôn ha. Đơn độc của các bạn, cái khi nó xuống như thế này thì nó chỉ còn một cái nhánh này thôi, nhánh này đậu rồi, một là nó xuống, hai là xuống luôn đất, chứ còn nó không còn những con đậu nó trắng, nó phải tự vào cạo vào cái căn rồi. Thế thì thôi, đi được rồi. Hồi đồng lại ra rất đắt mấy em rồi. Thấy chỗ đậu rồi, chứ nếu mà cái cây mà nó dài hơn một tí nữa thì anh em sẽ bắt được thêm nhiều nữa. Nhưng mà thôi. Không ơi. Rồi, đu 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 rồi, dính thêm một chú nữa. Dính thêm một chú nữa. Đó, đi đi đúng thôi xong thôi đi đó xong đó. Hai cái cành keo chạy lìa luôn. Các bạn muốn đánh chim với Chí và anh Phong thì nhớ đi nha. Rồi lấy cái loa đánh Phong. Wow. Đó, các bạn thấy chưa? Phê chưa? Đó, hai cành chim nặng chiếu. Đó. Bạn thấy không? Không rớt cái con nào hết. Keo vậy như vậy ha. Thôi đừng lăn lắc cái gì luôn thôi anh Phong, đây ra kia gỡ anh Phong. Các bạn mua keo của Chí chỉ cần đi như thế này thôi, một kèo như thế này thôi hoặc là hai kèo thôi là anh em dư nhậu rồi, không cần phải đầu tư gì nhiều nữa. Chỗ mua nữa anh Đại. Vâng.